và chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay thiếu huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sử dụng đội như thế nào. Sơ đồ 4-2-3-1 với Ngọc Đức và Thành Khôi là cặp đôi tiền vệ phòng ngự. Phía trên là Patino, Vĩnh Nguyên và Thanh Thảo. Jack Timite là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công trong đội hình này. Bộ tứ vệ sẽ là Tùng Quốc, Randall Lucas, Hoàng Phúc và Huy Toàn. Có Huy Toàn và Thanh Thảo có thể sẽ linh hoạt với nhau về mặt vị trí. Đây cũng là một hình ảnh khá quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng tới đội hình xuất phát của huấn luyện viên Veliza Popov sử dụng cho Đông Á Thanh Hóa với sơ đồ 4-2-3-1. Di Mario là người đá cao nhất trên hàng công cùng với bộ ba cầu thủ hỗ trợ Amit, Antonio và Lâm Tý Phong. Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân là cặp đôi tiền vệ phòng ngự. Thái Bình, Đinh Viết Tú là hai hậu vệ biên. Văn Lợi và Tiến Thành sẽ là cặp đôi trung vệ. Như vậy là so với đội hình diễn ra cách đây 4 ngày trong trận hòa không đều trước câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định thì huấn luyện viên Veliza Popov chỉ thay đổi đúng ở vị trí của Tiến Thành. Rồi, rất nhanh, đó là một tình huống chuyển đổi trạng thái tới từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Luis Antonio rất hay, dứt điểm, không vào. Kozlov vừa từ chối bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa. Cơ hội Di Mario xoay sở khá hay. Brandon Lucas đã phá bóng không tốt. Cơ hội cho Di Mario, không có pha phạm lỗi, thời cơ để phản công. Vĩnh Nguyên rất tốt, 3-2. Huy Toàn đưa bóng vào quá cao đến từ Võ Huy Toàn. Và dần gót lại hơi non lực và nó tạo ra một thời cơ. Võ Huy Toàn chưa kịp có bất kỳ một cầu thủ nào nhập vào phía trong. Pha triển khai nhanh vỗ vào trung lộ của Đông Á Thanh Hóa vẫn có được cho mình sức mạnh. Di Mario, tiếng còi vang lên nhưng đó là lỗi việt vị. Luis Antonio, bên trong có Di Mario. Antonio phát đi hay, đó là Lâm Tý Phong. Đây là Di Mario, đó là cú sút tới từ Amit, bóng đi quá cao. Vĩnh Nguyên rất tốt, Jake Timite, Patino không vào. Tưởng như đó đã là một bàn thắng khi mà Võ Huy Toàn ở rất gần vị trí thuận lợi. Đối diện với một khung thành khi mà thủ môn Xuân Hoàng không còn được cho mình sự chủ động, Võ Huy Toàn đã chưa thể chuyển hóa được cơ hội này. Một pha chạy chỗ đầy thông minh tới từ Võ Huy Toàn, anh đè mặt được với Amit. Đây là những cầu thủ đang chơi ấn tượng. Không được, bóng hay, cú đá rất mạnh tới từ Thái Sơn. Và chèo bóng khó chịu tới từ Luis Antonio, nó khiến cho Patrick Lê Giang đã có một tình huống ra vào không được chắc chắn. Quốc Phương nguy hiểm, không được. Tiếp tục là những áp lực với một tình huống mà trọng tài thổi phạt để bóng chạm tay tới từ Đinh Tiến Thành. Võ Huy Toàn đánh đầu vào. Tuyệt vời. Vẫn là như vậy, vẫn là một Thành phố Hồ Chí Minh lạnh lùng và tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Không phải là đội bóng tập trung quá nhiều vào nhiệm vụ kiểm soát bóng, nhưng khả năng khai thác những tình huống của Thành phố Hồ Chí Minh phải nói là đáng nể. Santiago Patino đang từng bước hòa nhập với lối chơi của đội bóng thành phố mang tên Bát. Một cú đánh đầu hiểm hóc và nó cũng đã có sự giúp sức của hậu vệ bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Ở góc máy vừa rồi thì có cảm giác rằng bóng đã chạm người Trịnh Văn Lợi. Amit bóng hướng tới Di Mario, khống chế tốt. Luis Antonio đá phạt dành cho Đông Á Thanh Hóa. Khi mà chúng ta thấy Di Mario có được một nhịp khống chế bóng tốt trước vòng vây của các hậu vệ áo đỏ thì những cơ hội đã được mở ra dành cho các cầu thủ khác của Đông Á Thanh Hóa. Một
một kịch bản mà chúng ta chưa thấy nhiều ở trong hiệp 1. Rất hợp lý. JTBT rất khỏe. Patino cú vào. Đúng là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm với những tình huống mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phản công. Họ có những ngoại binh chất lượng, họ có những cầu thủ đủ để tạo ra những sự khác biệt. Patino, vẫn là Patino, rất khó chịu. Đông Á Thanh Hóa lúc này đang gọi tên Patino. Khả năng chơi sông sáo và sau đó là một quyết định được đưa ra với đường căng ngang vào phía trong cho Võ Huy Toàn. Quả bóng thực sự lững lờ trôi qua mặt của Xuân Hoàng. Chỉ một khoảnh khắc khi mà Xuân Hoàng phán đoán không đủ tốt, không đủ chính xác, sai lầm đã tới. Huy Toàn là người nhanh hơn anh một nhịp. Cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất bình tĩnh và 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lapaneca vào chính giữa khung thành và ăn mừng nhờ phong cách VAR tới từ trên TV. Chúng ta một lần nữa sẽ được xem lại điểm rất điềm tĩnh tới từ JTBT. Luis Antonio quả treo bóng không được nhưng vẫn đang là cơ hội. Tiếng còi đã vang lên vì lỗi để bóng chạm tay cầu Võ Nguyên Hoàng. Đó là quyết định tới từ trọng tài Trần Đình Thịnh. Thanh Hóa đang đẩy toàn bộ con người của mình sang phần sân đối phương. Di Mario, đội ngon ăn nhất mà Di Mario có được trong trận đấu này. Cú đánh đầu của anh thì thiếu đi sự chính xác. Ngày hôm nay là một ngày mà Di Mario không có nhiều cơ hội. Nhưng đây thực sự là một thời cơ sắc nét mà nếu như trong một ngày Di Mario có phong độ cao, đó có lẽ là một bàn thắng. Hoàng Thái Bình. Chơi bóng quá sâu. Hiệp 1 thì chúng ta còn thấy Đông Á Thanh Hóa tạo ra được những sức ép với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sang tới hiệp 2 thì điều đó đã không còn được duy trì đều đặn nữa. Cơ hội thực sự đáng để nhắc tới của Đông Á Thanh Hóa trong hiệp 2 là gần như không có. Và như vậy là tiếng còi để khép lại trận đấu đến từ trọng tài Trần Đình Thịnh đã vang lên. Hiệp đấu vượt trội tới từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khả năng tạo ra những cơ hội và tận dụng những thời cơ của mình. Họ đã xứng đáng có được kết quả là một chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên trong 5 vòng đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải nhắc tới ngôi sao Patino, người đã tỏa sáng để giúp cho đội bóng của thành phố mang tên Bác được hưởng trọn vẹn niềm vui. Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chìm trong khủng hoảng ở tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Sau 7 vòng đấu họ không có được chiến thắng. Và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý bạn cho cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Á Thanh Hóa. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau với những diễn biến của giải vô địch quốc gia Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.